nơi này. Đây là làng của Tô Loan Na ngày xưa. Đấy. Đi tới đây khá là xa, chắc là cần hơn 10 cây đấy. Gia đình mình mới tới nơi. Đấy. Đây là cho nhà mình nha. Còn anh trai mình thì đi trước ngày hôm qua rồi. Tí nữa chắc hai đứa cháu nó xuống đây thăm mình, bởi vì mình mới lên đây mà. Chắc nó phấn khởi lắm đấy. Chào nhá, chào Tuấn. Tuấn, chú ăn nhận chất bạn. Hello anh em nha. Bây giờ mình lắp cái máy phát cỏ để ra. Lắp xong thì mình phát lên đám này. Đặt cho lắp đây. Mày này lắp rất là dễ. Nó một tiền rồi. Mang đi nó tiền hơn. Mấy cái máy kia nếu mà nó ra nó tháo được. Hello anh em nha. Đây là hai đứa cháu của mình. Đây là Y Quốc Hạnh. Đây là A Thần Tướng. Đấy. Hai đứa cháu mình các bạn chắc khá là quen rồi. Thì hai chung cháu này, hai đứa cháu này. Sao nó có thể khó đi. Nó là clip này. Nó là clip này. Theo là tuần, tay là tuần. Nghe chưa ta tuần nhỉ? Nghe kỹ tuần nhỉ? Nghe kỹ tuần. Và đây là em. Đây là em. Em này em trai. Em trai. Chưa học. Đang đăng ký 6 tuổi. 6 tuổi, chưa học. Và đang ế. Mấy tuổi? Và đang ế, chưa có người yêu. Hai đứa cháu này đang phát đám cà phê trên kia nha. Chắc các bạn thấy không? Mà mình ngồi dưới đây chả thấy mà. Đấy, tí nữa chắc mình phát ở đây này. Đây là đường nha, đây là cà phê bó. Trên kia thì cà phê. Hello các bạn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn rể ở trên này này. Đây là ao mình bơm cà nha. Bơm cà, đây là cà, dưới đây là máy bơm mình.